lượng giác, bài 1 là hàm số lượng giác. Ở học kỳ 2 lớp 10 bọn em học về lượng giác rồi, lớp 9 cũng học về lượng giác rồi, đúng không? Còn nhớ không? Ở cái trường hình của lớp 9 ý, bài 2 phần hình lớp 9 chương 1 bọn em học lượng giác rồi. Cốt đối xin bù phụ chéo khắc pi tăng cô tăng này, xin đi học cốt không học này, tăng đoàn kết cô tăng đất kết đoàn, cái đấy bọn em biết rồi nha, đúng không? Được chưa? Như vậy là gì? Các giá trị lượng giác thì chỉ dùng cho tam giác vuông, thì lúc đấy em mới có cạnh đối, cạnh kề, cạnh huyền, còn nhớ không? Sin thì bằng gì? Đối trên huyền, cốt thì bằng kề trên huyền, tang thì bằng đối trên kề, cô tang bằng kề trên đối, đúng chưa? Lên lớp 10 ở học kỳ 2 thì bọn em cũng học về lượng giác ở trong phần hình học, đúng không? Còn nhớ không? Đó là gì? Định lý sin và định lý cốt để ta giải tam giác. Và khi dùng định lý sin, định lý cốt thì ta sẽ dùng cho gì? Tam giác bất kỳ mà không phụ thuộc vào tam giác vuông nữa. Và tiếp tục đến học kỳ 2 lớp 11 thì trong phần đại số bọn em học chương 6 là về lượng giác, chính là biến đổi lượng giác, đúng không? Có nghĩa em phải học thuộc công thức nhân đôi, nhân 3, tổng tích, tích tổng, tính giá trị một biểu thức lượng giác. Còn lên lớp 11 thì toàn bộ đến 2/3 lượng thời gian của học kỳ 1 lớp 11 là mình học về giải phương trình lượng giác. Giải phương trình lượng giác có nghĩa là ta phải đi tìm ra x bằng bao nhiêu, chứ không phải là đi tính giá trị biểu thức, cũng không phải là biến đổi lượng giác cơ bản nữa. Như vậy là cái phần lượng giác này nó chiếm thời lượng khá nhiều trong cái chương trình học của em từ lớp 10, 11. Và đi thi đại học thì chắc chắn có cái phần này. Ngoài ra thì nó sẽ là hỗ trợ cho các phần khác nữa. Ví dụ như tích phân cũng dùng đến lượng giác, khảo sát hàm số cũng phải có lượng giác. Được chưa? Như vậy đến thời điểm này mà bọn em không thuộc công thức lượng giác thì sẽ rất khó làm bài. Mà cái tờ công thức lượng giác phát rồi, đúng chưa? Bắt buộc phải thuộc. Nhớ nhá, bắt buộc phải thuộc nhá. Kể cả cái bảng giá trị lượng giác, ví dụ như sin của π/3 bằng căn 3/2 chẳng hạn ấy, mọi người cũng phải thuộc, chứ đừng ngủ ỉ vào cái máy tính bấm, vì nhiều khi máy tính bấm nó sẽ ra số lẻ. Còn nếu em học thuộc được thì em sẽ biểu diễn được ở dạng mặt căn của một số nào đấy, có hiểu không? Chứ không phải là máy tính em có thể bấm ra được thì không cần phải học. Cũng giống như bọn em học hóa ấy, cái bảng khối lượng nguyên tử ấy, Na-chi 23, Ca-li 39, Đồng 64 chẳng hạn, bọn em phải thuộc làm bài mới nhanh được. Chứ nó ỉ vào cái dòng đầu tiên để bài người ta cho thì sẽ không làm được tốt đâu. Được chưa? Bây giờ tao đi vào nội dung bài 1, đó là hàm số lượng giác. Nhắc đến hàm số thì ta sẽ phải học những khái niệm chính sau đây. Thứ nhất là tập xác định của hàm số. Tập xác định là tập các giá trị của x để hàm số có nghĩa. Giống như gì? Trước đây ta học hàm phân thức, tập xác định là gì? Mẫu khác không, đúng không? Hàm căn thì biểu thức trong căn lớn bằng không, đúng chưa? Nếu căn vừa ở mẫu, ở mẫu vừa có căn ấy, thì phải là biểu thức trong căn lớn không thôi, đúng không? Được chưa? Nhưng nếu là căn bậc lẻ, ví dụ căn bậc 3, căn bậc 5 thì thoải mái. Vì sao? Căn bậc 2 của -8 thì không tính được, nhưng căn bậc 3 của -8 thì lại bằng -2, đúng không? Em lấy máy tính ở bấm xem căn bậc 3 -8. Có nghĩa là căn bậc lẻ thì biểu thức trong căn có thể âm hoặc dương tùy ý. Nhưng căn bậc chẵn là căn bậc 2, căn bậc 4, căn bậc 6 vân vân thì phải là một số dương. Được chưa? Như vậy ta nhìn thử này, cái 1 trên f này có nghĩa khi gì? Khi cái fx phải khác không, được chưa? Fx phải khác không. Thế thì nếu fx là sin thì sin khác không thì suy ra ux khác kpi, cos khác không suy ra cái gì này, tang cotang khác không suy ra cái gì này, được chưa? Hiểu chưa? Lưu ý thêm nhá, nếu là hàm tang x thì tang x lại được biểu diễn bởi cái gì? Tang x được biểu diễn bởi gì? Có phải là sin x chia cos x không? Thì nó phải kèm thêm một điều kiện nữa là gì? Cos x khác không, đúng không? Cotan thì bằng cos trên sin thì lại phải kèm thêm điều kiện là sin khác không nữa. Rất nhiều học sinh sẽ bỏ qua mất cái điều kiện là cos khác không hoặc sin khác không mà chỉ đi xét một cái tan thôi. Được chưa? Tiếp tục đó là tính chẵn lẻ của hàm số. Thì cái này ở nội dung bài sau thì ta xét sau. Bây giờ mọi người mở ra, mở sang cái trang 4. Mở trang 4. Cứ học phần nào thì ta sẽ nghe phần đấy thôi, không nghe nhiều bọn em sẽ quên đấy. Trang 4. Được chưa? Ở dưới nhỏ mồm thôi đi. Trang 4. Dạng 1 là tìm tập xác định của một biểu thức lượng giác. Nhìn đến bảng thôi thì ta không có ví dụ sẵn rồi. Ví dụ người ta cho một hàm là 1/2 cos x trừ 1. Thì đây gọi là hàm phân thức không? Thế thì điều kiện xác định của nó là em phải có cái 2 cos x trừ 1 này khác không, đúng không? Từ đấy suy ra được là cos x khác gì?
cos x khác 1 phần 2, đúng không? Cos x khác 1 phần 2 thì 1 phần 2 bằng cos của pi trên 3, đúng không? Được chưa? À, mở tờ màu ra, tìm cái phần phương trình nhận giác. Mở tờ màu tìm phần phương trình nhận giác. Nhìn thấy phần phương trình nhận giác chưa? Em nhìn cái mục 2 đi, tìm mục 2 đi. Cos x bằng cos alpha thì x bằng alpha đấy. X sẽ khác thì alpha cộng k 2 pi đúng không? Và trừ alpha cộng k 2 pi đúng chưa? Đấy. Thế thì em phải dựa vào cái chỗ đấy để em giải ra được là x khác mấy. Vì ở đây sẽ có một chút vướng với những người chưa học phương trình nhận giác. Do đó tại sao mà cái 1-2 tuần trước ý, đã dạy bọn em phương trình nhận giác trước là như thế, trước khi dạy cái này. Vì nếu không học phương trình nhận giác thì em chỉ có thể trả lời được là cos x khác 1 phần 2 là chấm hết, đúng không? Mà em sẽ không biết là x phải khác mấy. Muốn tìm được x khác cái chỗ này này là em phải học phương trình nhận giác, đúng chưa? Như vậy chúng Ngân, Huyền, Dứ, Linh hiểu hết rồi nhá, đúng không? Chỗ mỗi quan là chưa biết được cái chỗ này thôi, được chưa? Tạm thời để đấy nhá. Bây giờ cái cách 2 này thì Quang áp dụng được luôn, đó là sử dụng máy tính. Đề nó cho 4 cái đáp án A, B, C, D này, đúng không? Em lấy máy tính em nhập cái hàm số này vào, xong em bấm shift can, nhập các số như pi trên 3, 5 pi trên 3 này. Cái nào mà máy tính ra đáp án thì không tính, cái nào mà máy tính cho kết quả là mass error thì đấy là đáp số, vì nó thuộc tập xác định của mình. Đây, từ trang bên cạnh, ấn shift can. Nếu mà em nhập các số pi trên 3 này chẳng hạn mà nó ra mass error như này thì gọi là gì? Đây là không xác định nhá. Không xác định thì chính là tập xác định của nó luôn, chưa? Quang hiểu chưa? Đấy, những bạn nào chưa tính được là cứ thế mà làm. Tiếp tục nhá, sang ví dụ 2. Nói sơ qua rồi lát nữa ta làm chi tiết. Cotang x trên sin x trừ 1. Đây lại có mẫu đúng không? Thế thì điều kiện của mình bắt buộc phải là gì? Sin x trừ 1 khác không đúng không? Sin x trừ 1 khác không thì sin x phải khác 1 chưa? Đúng không? Sin x khác 1 khi x khác mấy? Chú Quang mở cái tờ phương trình nhận giác ra, vẫn là tờ màu ấy, nhìn mục 1 ở phần đặc biệt, Quang anh chỉ cho bạn chưa quen đấy. Sin x bằng 1 thì x bằng pi trên 2 cộng k pi đúng không? Thế bây giờ ta chỉ thay dấu bằng thành dấu khác thôi, em hiểu chưa? Đấy. Nhưng rất nhiều người sẽ bị quên mất điều kiện này này. Cotang x phải xác định, mà cotang x thì bằng gì? Cos x trên sin x thì nó lại có một cái mẫu tiếp này ở đây, đúng không? Thì mẫu này phải khác không chưa? Nên ta có thêm cái điều kiện là sin x khác không. Mà sin x khác không em lại nhìn trong cái điều kiện cái dòng đấy, phần đặc biệt ấy. Thấy đúng không? Như vậy là ta ra được là x khác thì kp chưa? Ok chưa? Chú Huyền. Tiếp nhá. Sang ví dụ 3. Cho tập hợp D. Ví dụ 3 là một ví dụ ngược. Nó cho trước tập xác định, nó hỏi xem là đáp án A, B, C, D là các hàm số nào thỏa mãn cái tập xác định này. Như em thấy đây là tập xác định x khác kp đúng không? R trừ đi là x khác kp mà. Thế thì đối với cái hàm này có phải cho sin x khác không không? Sin x khác không em tra vào cái trang đấy em thấy x khác mấy? X khác kp này, đúng không? Đúng chưa? Ở đây cũng thấy sin x khác không? Ở đây thì sin 2x khác không? Đây cũng sin x khác không? Được chưa? Được chưa? Thế tự suy ra được đáp án không? Riêng thấy ba thằng này sin x khác không? Giống nhau. Mỗi thằng này sin 2x khác không này. Ok nhá. Bây giờ ta làm ví dụ luôn đi, để cho bạn em quen dần này. Bắt đầu nhìn nhá. Mọi người viết thẳng vào cái tờ dấu chấm này nhá. Đầu tiên nhìn trước này. Sin của 2x trên x trừ 1. Sin này có điều kiện xác định gì không? Nhìn lên bảng đi, không phải viết vội đâu. Cả cái sin này có điều kiện xác định gì không? Cả cái sin này không có điều kiện gì cả. Ta chỉ có điều kiện là đối với hàm tang thì là tang bằng sin cos thì mẫu khác không, cos khác không. Cotang bằng cos trên sin thì sin khác không thôi, đúng không? Còn sin này là hàm đa thức thì không có điều kiện. Đúng chưa? Như vậy cả cái hàm sin to này thì không có điều kiện này. Tiếp tục ta xét cái biểu thức trong sin này. Đây là một phân thức đúng không? Phân thức có nghĩa khi cái x trừ 1 này khác không nhỉ? Như vậy ta có là x trừ 1 khác không thì suy ra x khác 1. Như vậy tập xác định của mình là D bằng R trừ đi cái điểm gì? 1. Một thế là xong. Hiểu chưa?
tranh thủ viết vào, nghe xong rồi viết. Được chưa? Tiếp nhá, sang con B này. Quang viết xong chưa? Đây là hàm căn. Khi tập xác định có phải là biểu thức trong căn lớn bằng 0 đúng không? Nhờ ta có sin x phải lớn bằng 0. Thế sin x lớn bằng 0 khi nào? Nhắc lại một chút về cái vòng tròn lượng giác này. Cho vòng tròn lượng giác như này. Cái trục đứng này có phải là trục sin không? Lên trên ngồi trang. Trục đứng là sin, trục ngang là cốt này. Đây là số 0 này. Nửa trên của vòng tròn lượng giác này là sin dương, nửa dưới là âm. Mà đề bài đang bắt lấy sin dương đúng không? Bảo ta xem này, cái giá trị này có phải bắt đầu đây là 0 không? Đây là 90 độ đúng không? Đây 180 độ thì có phải ký hiệu là pi không? Đây là 270 độ là 3pi trên 2 đúng không? Và trở về đây là 2pi đúng chưa? Là hết một vòng tròn lượng giác đúng không? Đúng chưa? Mà sin dương thì có phải ta thấy là nó chạy từ 0 đến gì? Đến pi không? Như vậy sin x lớn bằng 0 thì suy ra là gì? 0 nhỏ hơn bằng x nhỏ hơn bằng pi đúng không? Được chưa? Tiếp tục này, chưa xong đâu. Trong phạm vi này là nó dương, nhưng mà vì vòng tròn lượng giác có thể quay nhiều vòng đúng không? Quay nhiều vòng thì ta phải cộng thêm k2pi. Chỗ này cộng thêm k2pi. Được chưa? Như x của mình phải nằm trong phạm vi từ k2pi đến pi cộng k2pi thì đảm bảo nó dương chưa? Được không? Chép vào đi. Để trên trang. Ngồi chỗ Hồ Linh hoặc ngồi chỗ Đức Anh, có tờ tài liệu chỗ Đức Anh đấy. Ngồi lên trên chỗ Đức Anh được, đấy lấy tờ tài liệu đấy. Bắt đầu đang học bài 1, đang dạy lại từ đầu, liệu nghe, tài liệu trước mặt. Tài liệu trước mặt. Khẩn trương lên. Viên hiểu chưa? Quang hiểu chưa? Quang Anh. Tiếp nhá. Ví dụ này, lại biểu thức trong căn lớn bằng 0 đúng không? 2 trừ sin x lớn bằng 0 thì phải suy ra là sin x thế nào? Nhỏ hơn bằng 2 đúng không? Mà ta đã học ở lớp 11 rồi. Giá trị của một hàm lượng giác sin x cos x thì luôn nằm trong phạm vi từ trừ 1 đến 1 đúng không? Có nghĩa là sin x luôn phải nhỏ bằng 1 đi. Thế ở đây người ta lại cho là sin x nhỏ bằng 2, như vậy điều này là luôn đúng không? Đúng không? Như vậy đây là luôn đúng. Luôn đúng thì tập xác định của mình sẽ là R. Có hiểu không? Biết vào. Quang hiểu không? Vì sin luôn nhỏ bằng 1 mà đúng không? Thế thì ở đây lại bảo nhỏ bằng 2 thì chẳng là luôn đúng à? Cũng giống như kiểu em đang cao 1m7 chẳng hạn, thì nó bảo là người Việt Nam nhỏ hơn 2m, thì điều đấy luôn đúng còn gì nữa. Đúng không? Em có cao 1m7 mà lại bảo hẳn em nhỏ hơn 2m thì... Được chưa? Chép đi. Sang trang được chưa? Ok nhá. Sang trang đi. Tiếp này, câu D này. Lại là một hàm căn đúng không? Thì ta sẽ có ngay là gì? 1 trừ cốt bình x nhỏ hơn bằng 0 thì suy ra là cốt bình x nhỏ hơn bằng 1. Mà ta lại nhớ rồi, sin cốt trong phạm vi trừ 1 cốt x nhỏ bằng 1 mà bình phương lên thì cốt bình vẫn nhỏ bằng 1 đúng không? Thì điều này vẫn là luôn đúng đúng không? Luôn đúng thì tập xác định là gì? Vẫn là R. Bọn em phải nhớ được cái tính chất đấy, không lại có những người cố tình đi tìm xem x như thế nào để cho nó cốt bình nhỏ bằng 1 thì mãi chả được. Nào được chưa? Tiếp này, con E. Vẫn là căn nhưng mà ở mẫu thì điều kiện của mình sẽ là sin x cộng 1 lớn hơn 0 thôi, không có dấu bằng. Đúng không? Sin x cộng 1 lớn hơn 0 chứ không được bằng nữa thì suy ra là sin x thế nào? Lớn hơn trừ 1. Mà sin x lớn trừ 1 cũng là
Luôn đúng. Vì sao? Bọn em phải nhớ tính chất là trừ 1 thì nhỏ bằng sin x, nhỏ bằng 1. Với x là một số bất kỳ, kể cả em lấy x là 10 tỷ, x 1 tỷ, x bằng 0,0001 thì nó vẫn lớn hơn trừ 1 và nhỏ bằng 1. Như vậy là sin x nhỏ trừ 1 là luôn đúng, thì tập xác định của em vẫn là r. Bạn hiểu chưa? À, chú Trang hiểu chưa? Ngáo ngơ. Thực ra tính tay này thôi, đến lúc làm trắc nghiệm mình có thể lấy đáp án thay vào mà, đúng không? Thay vào nhanh hơn đấy, có những con thay vào nhanh hơn. Em ví dụ em nhìn cuối trang 6 bài 2 xem, căn của 1 trừ cốt 3 x 1 cộng sin 4 x ấy, em làm tay rất là dài. Em phải làm cả từ cả mẫu, lại mẫu phải khác nhau. Thay vào sẽ có cách không? Được chưa? Tiếp này, câu F nhá. Câu F hàm tăng, đây là một hàm đa thức đúng không? Thì cả cái biểu thức này sẽ không có điều kiện gì. Nhưng ta nhớ tang thì bằng sin trên cos đúng không? Thế ta phải có điều kiện là cos của x trừ pi trên 6 khác không? Đúng không? Tang bằng sin trên cos mà. Chỗ Quang nhìn vào tờ công thức của mình xem cái mục mà cos khác không thì x như nào. Từ đây suy ra được là x trừ pi trên 6 khác cái gì? Pi trên 2 cộng với kpi đúng không? Quang thấy chưa? Tra được chưa? Cốt x khác không? X khác pi trên 2 cộng kpi đúng không? Được chưa? Nhưng ở đây của em đang là x trừ pi trên 6 thì em phải cho cái x trừ pi trên 6 này khác pi trên 2 cộng kpi đúng không? Ta chuyển trừ pi trên 6 này sang thì ra được x khác mấy chưa? Đúng không? Như vậy suy ra là x khác gì? 90 cộng với 30 là 120 đúng không? 120 thì là 2pi trên 3 cộng với kpi với k thuộc z đúng không? Như tập điều kiện xác định của mình là x khác 2pi trên 3 cộng kpi chưa? Hiểu chưa? Huyền hiểu chưa? Nào chị Trang được chưa? Tan thì bằng sin cos mà đúng không? Thì cos đang ở mẫu thì cos phải khác không chưa? Trang. Cô anh được chưa? Tiếp nhá. Mấy câu dưới để cho bọn em tự làm đã rồi ta sẽ chữa tiếp. Bây giờ ta sang thử phần trắc nghiệm. Sang thử phần trắc nghiệm nhá. Trắc nghiệm để có mấy câu thôi, rất là đơn giản. Tìm tập xác định. Đây là một hàm phân thức đúng không? Thế thì tập xác định của em có phải là cos 3x trừ 1 khác không? Thì suy ra cos 3x phải khác 1 không? Được chưa? Quang lại tra tiếp đi vì em chưa thuộc cái đấy mà. Cos khác 1 thì suy ra như nào? 3x khác mấy? Khác 1 thì x phải khác mấy? K2pi đúng không? Thì ở đây là 3x phải khác K2pi chưa? Thế thì suy ra x khác mấy? Ta phải chia 3 với là K2pi trên 3 đúng không? Thế sau khi giải xong ta thấy ngay là đáp án A chưa? X khác K2pi trên 3, R trừ đi trên x khác mà đúng không? Được chưa? Đấy. Tiếp tục nhá, bây giờ lấy máy tính bấm nhá. Để cho những ai không biết vẫn có thể dùng máy tính được. Tôi phải nhìn lấy máy khác ra dùng chị ạ. Nào được chưa? Cầm máy đi, lấy máy tính ra. Quang Anh máy đâu? Đấy, ta nhìn chung nhau. Nhập hàm số vào nhá. Trước khi nhập mọi người lưu ý phải đổi sang đơn vị là đổi sang radian đấy nhá, chữ R đấy đã nhá. 1 trừ sin 2x. Phân số này, 1 trừ sin 2x chia cho cos 3x trừ 1. Là nhập được hàm số chưa? 1 trừ sin 2x chia cho cos 3x trừ 1 được chưa? Ok nhá. Nhập được chưa? Bấm phím can này. Bấm phím can. Em nhập giá trị x của 3 4 cái đáp án này vào. Ta nhập thử cái kpi trên 6 trước đi. Nhập thử cái đáp án B nhá, kpi trên 6. Thì em cứ lấy k bằng 1 đi thì em nhập pi trên 6.
em nhập pin 6 vào thấy nó ra số không? Trừ 2 cộng căn 3 trên 2 này này, đúng không? Ra số thì lấy được đúng không? Có hiểu không? Bây giờ ta lại nhập phím khác nhá, lại can tiếp này. Nhập cái 2 pi trên 3 đi. Em thấy ra mắt error chưa? Đúng không? Thế thằng nào mà ra cái chữ này thì nó là đáp án. Còn thằng nào mà ra số, số xấu đẹp không quan tâm, cứ miễn ra số thì không phải đáp án. Có hiểu không? Trang hiểu chưa? Trang, thật không? Huyền hiểu chưa? Nhập đề bài, nhập cái đề bài này vào, bấm phím can, xong nhập các cái số này. K đừng quan tâm, bỏ đi K, lấy 1 chẳng hạn. Nếu thằng nào ra số thì không phải đáp án, còn thằng nào ra chữ mắt error thì là đáp án. Được chưa? Tương tự nhá, bài 2. Để mọi người mình nhìn này. Tập xác định của con này là gì? Nhớ lát tôi để ý chép này vào nhá. Tập xác định của này là gì? Nhìn đến bảng trước đi đã. Ta phải có là 1 trừ cốt 3x chia cho 1 cộng sin 4x lớn bằng 0. Biểu thức trong căn lớn bằng 0 mà đúng không? Tiếp tục ta lại phải có mẫu khác 0 là 1 cộng sin 4x khác 0. Đi giải này không đơn giản chút nào, bởi vì sao? Đây là một phân thức đúng không? Phân thức này dương khi tử mẫu cùng dương hoặc tử mẫu cùng âm đúng không? Như vậy giải con này sẽ rất dài. Nếu chỉ giải cái này không này thì em sẽ thấy dễ. Nhưng em phải giải cả một cái biểu thức này cơ mà, đúng không? Như vậy là ta lên bấm máy thì nó sẽ cảm thấy đơn giản hơn. Em chỉ cần nhập cái hàm số này vào xong lại thử các đáp án này thôi mà, đúng không? Mọi người hiểu chưa? Việc bấm máy biết chưa? Biết bấm máy chưa? Nhập hàm số, bấm phím can, xong chọn các số đây này. Trừ pi trên 4, trừ pi trên 8, trừ 3 pi trên 8, vân vân. Cứ thằng nào ra mắt error thì đấy là đáp án gì? Hiểu không? Quang hiểu chưa? Sang trang nhá. Để chỉ cho mọi người thấy một số cái mà mình đi tính tay rất là lâu. Đây, ví dụ như con này. Ví dụ như con này đi. Bài 5 này. Đúng không? Thì tập xác định của nó thì ta phải làm gì? Căn 3 sin 2x trừ cos 2x. Căn 3 sin 2x trừ cos 2x phải khác 0. Tiếp tục là tan 2x thì bằng sin 2x trên cos 2x đúng không? Thì cos 2x phải khác 0 tiếp. Sau khi giải xong hệ này em phải kết hợp nghiệm vào. Mà giải con này thì dễ tra được, chứ giải con này là em những ai mà chưa học phương trình ý, thì sẽ không biết cách giải. Đúng không? Thế thì thay vì việc đấy, ta chỉ cực nhập mỗi hàm số này xong ta thử các số này vào là xong chưa? Có hiểu không? Đầu tiên nhá, em thử với số pi trên 4 chẳng hạn. Nếu pi trên 4 mà ra số nhá, thì bỏ luôn hai đáp án này. Đúng không? Nhưng nếu pi trên 4 mà ra mắt error thì em bỏ ngay hai đáp án này, vì hai đáp án này không có pi trên 4 mà, đúng không? Sau đó em chỉ việc thử các số sau thôi. Còn những cái K này không, đừng quan tâm, em chỉ cần thử mấy cái số phía trước này này. Mọi người hiểu chưa? Mọi người hiểu cách làm chưa? Bắt đầu làm nhá. Được chưa? Bắt đầu làm. Ok. Nào, mở trang 6 ra này, tự luận này. Số Quang làm được chưa? Bây giờ ta chỉ viết biểu thức đi nhá, còn đâu bọn em tự giải lốt cái vế còn lại nhá. Cô tang thì bằng cos trên sin, như vậy điều kiện của ta chỉ là sin của x cộng pi trên 3 khác 0. Còn x khác mấy em tự giải được chưa? Đúng không? Cái này là cos của x trừ pi khác 0. Còn cái này là tang của x khác 1 và cos x khác 0. Cái khó của câu này là sau khi em giải ra nghiệm ý, em còn phải kết hợp được nghiệm lại với nhau cơ thì mới là khó. Được chưa? Và rất nhiều người sẽ bỏ qua điều kiện cos x khác 0 này. Quốc Anh từ cười thời gian để nghi rồi, ông lại bỏ qua. Đấy, biết ngay mà. Nói luôn là Quốc Anh nó bỏ qua đi nhỉ. Huyền đúng không? Lại sai. Mệt. Con này tiếp. Sin 3x không có điều kiện gì. Tang thì bằng sin cos đúng không? Nghĩa là cos của 1 trừ 4x khác 0. Cos 1 trừ 4x khác 0 thì suy ra 1 trừ 4x gì? Khác pi trên 2 cộng kpi đúng không? Đừng để ý cái số 1 này nhá. Cứ chuyển 1 sang như bình thường là trừ 4x khác pi trên 2 trừ 1 cộng kpi. Em chia trừ 4 xuống là x khác trừ pi trên 8 cộng 1 phần 4 trừ kpi trên 4. Thế là xong. Số 1 kìa nó ở dưới trật tự đi. Hiểu chưa? Thì số 1 đấy không quan tâm, nhưng kệ nó.
Xin đừng mẹ cứ nghĩ là khi bi thì tất cả đều phải có bi để cộng trừ với nhau. Sao làm được người phải chép vào quán. Sao làm được chưa? Huyền chép chưa? Xong chưa? Nghe sang câu ca cà rốt của chị Hề Linh. Xin bình bằng 1 trừ cốt bình. Nào xong chưa? Tiếp này, cái này mẫu của mình sẽ phải là gì? Sin bình x trừ cốt bình x khác không? Nó là trật tự mà. Sin bình trừ cốt bình khác không? Nếu em nhớ được công thức ngay thì rất là nhanh. Ta có công thức là cốt 2x thì bằng cốt bình trừ sin bình, đúng không? Thế sin bình trừ cốt bình này phải bằng là trừ cốt 2x khác không? Thì suy ra là gì? 2x khác pi trên 2 cộng kpi x khác pi trên 4 cộng kpi trên 2. Được chưa? Đấy. Nhớ được công thức thì rất là nhanh. Chính vì đầu giờ mới yêu cầu bọn em phải học lại công thức gì thì. Được chưa? Có bức ảnh đấy. Câu này tiếp. Mẫu khác không? Mà nó lại là trong căn, đúng không? Thì biểu thức trong căn lớn không? X bình trừ 4 lớn không? Không được bằng không vì nó đang ở mẫu mà, đúng không? Thế thì x bình lớn hơn 4 thì suy ra trị tuyệt đối của x lớn hơn 2. Rất nhiều người, ví dụ như chị Huyền kia sai, x bình lớn 4 suy ra x lớn 2. Nó phải là trị tuyệt đối của x lớn 2. Lại thêm một đứa nữa. Thế trị đối x lớn 2 thì suy ra gì? X lớn 2 hoặc x nhỏ hơn trừ 2. Được chưa? Ok chưa? Công thức của mình như này này. Mọi người nhìn công thức trước này. Trị tuyệt đối của x mà nhỏ hơn bằng a thì suy ra trừ a nhỏ hơn bằng x nhỏ hơn bằng a. Trị tuyệt đối của x mà lớn bằng a thì suy ra x lớn bằng a và x nhỏ hơn bằng trừ a. Đây là công thức của lớp 10 phần trị tuyệt đối. Được chưa? Được chưa? Chép vào đi nếu không biết. Không xong lần sau thì đừng mong về nhá, cứ ngồi đấy mà chơi. Ok chưa? Bên này được chưa? Cứ anh làm đi. Được chưa? Đấy. Thì ta đang áp dụng cái công thức này để cho cái phần dưới này đây. Chép vào như này cũng được này. Chép để mình về mình học mà. Đâu, cái trên nó chỉ có đoạn này thôi mà. Lý thuyết của cái phương trình trị tuyệt đối. Trị tuyệt đối của x mà nhỏ bằng a thì nó phải kẹp trong giữa khoảng này. Được chưa? Sang trắc nghiệm nhá. Trắc nghiệm thì mọi người bấm máy rồi, có câu nào phải thắc mắc không? Hai câu 9, 10 là hai câu khó để cho mọi người nghĩ đấy. Cố tình để tôi nghĩ, bấm máy không được. Cố tình để mà. Vì hai câu 9, 10 câu khó nên cố tình để đáp án luôn để cho mọi người làm ra mà so mà. Bây giờ 8 câu đầu tiên có phải hỏi không? Chắc không Quang? Huyền? Nào chị Trang kia, 8 câu đầu tiên có làm được không? Bấm máy được không? Bấm máy được thì sao không bấm đi? 4 năm chị nhập hàm số này chưa? Nhập máy chưa? Chưa thì thôi về tự học. Người ta không chữa cho người lười. Không có trách nhiệm phải chữa người lười làm gì cả. Bài 9. Bài 9 vẫn bấm máy được. Thực ra là đều có cách bấm máy hết, nhưng bọn em nên học tự luận trước. Để hàm số xác định với mọi số thực nhá. Quan trọng cái từ này này. Xác định với mọi số thực x. Điều kiện của nó là gì? Biểu thức trong căn phải lớn bằng 0, đúng không? Được chưa? Mà lại xác định với mọi x có nghĩa m bằng giá trị nào nữa thì cái này cũng phải có nghĩa, đúng không? Thì điều kiện của mình đầu tiên em nhớ này. Sin 14 cộng cos 14 công thức là gì? Sin 14 cộng cos 14 bằng, nhớ công thức không? 1 trừ, thế thì ta viết luôn là 1 trừ 1 phần 2 sin bình 2x đi. Sin mũ 4 cộng cos 4 bằng 1 trừ 1 phần 2 sin bình 2x. Trong tờ công thức của em có rồi nhá. Được chưa? Trừ tiếp 2 sin cos có phải bằng là m sin 2x không? Nhìn thấy phương trình bậc 2 chưa? Nhìn thấy phương trình bậc 2 chưa? Thế tìm điều kiện của m để phương trình bậc 2 này gì? Luôn dương đúng không? Đúng không? Tự tin thôi. Delta âm A dương. Delta âm A dương.
thì tam tức bậc 2 sẽ luôn dương, ví dụ thế. Ừ nhỉ. Hiểu chưa? Chép vào đi. Nào được chưa? Thế bây giờ ta lại dừng bấm máy này. Ta đặt t bằng sin x nhá. Nhìn trước thì đã đặt t bằng sin x này. Thì ta được phương trình là gì? Trừ 1 phần 2 t bình trừ mt cộng 1, đúng không? Đặt t bằng sin x mà. Mà khi đặt t bằng sin x thì t sẽ nằm trong phạm vi nào? Trừ 1 nhón bằng t nhón bằng 1, đúng không? Đúng chưa? Lấy máy ra bấm 17. Em sẽ lấy m bằng một số bất kỳ trong các khoảng này để em thử đáp án. Giả sử nhá, ta lấy m bằng 1 phần 2 luôn đi. Lấy m 1 phần 2 theo đây. Em bấm được phương trình này chưa? 17 mà lấy giá trị từ trừ 1 đến 1 đúng không? Nếu em thấy cái cột bên phải của cái bảng 17 nó toàn dương hết thì đấy là đúng, vì cái này phải luôn dương mà. Còn nếu chỉ cần có một số âm thôi là sai. Thì xong, ta lại thử trong khoảng khác. Được chưa? Còn giải tay con này sẽ hơi dài vì ta phải chia các trường hợp để giải tay cơ. Thì con này mọi người lên đến đây xong bấm máy là nhanh nhất. Hiểu chưa? Quang hiểu chưa? Đầu tiên phải hiểu chỗ biến đổi này chưa đã. Đây là công thức lượng giác. Sau đó ta đặt t bằng sin x thì chỗ này là t bình. Mà sin cos nằm trong phạm vi trừ 1 đúng không? Đặt t bằng sin x thì t cũng phải trong phạm vi trừ 1 chưa? Bấm máy 17 em biết bấm chưa? Ok nhá. M thì mình sẽ thử một trong các đáp án ở đây. Ở đây ta lấy thử m 1 phần 2 trước đi. Đúng không? Nếu m bằng 1 phần 2 mà đúng thì thằng này loại luôn. Sau đó em lại thử với m bằng trừ 1 phần 2 chẳng hạn. Được chưa? Thì lúc ấy mình vẫn là lấy hàm số này, mình chỉ phải lấy lại cái dòng lệnh vừa rồi ấy, thay số lại thôi, đúng không? Đúng không? Tương tự, mọi người nhìn câu 10 trước rồi để cho mọi người tự bấm sau. Nhìn câu 10. Tìm m để hàm số này xác định trên R. Lại giống hệt con trên không? Đây là căn, thì biểu thức trong căn phải lớn không, đúng không? Ta lại đặt cái này bằng t, thì phương trình của mình là 2t bình trừ mt cộng 1 phải là gì? Lớn không? Mà t lại phải trong phạm vi từ trừ 1 đến 1, đúng không? Lại 17 chưa? Đúng không? Nhưng bài này dễ hơn ở chỗ, thực ra cũng không dễ lắm, bởi vì nó cho vẫn ở trong khoảng. Ta lại phải thử m bằng một số bất kỳ trong các khoảng này để thay lên 17 đi. Có hiểu không? Ok nhá. Mọi người bây giờ tự lấy máy ra bấm thử. Cần chép lại không? Cần chép lại cái gì không? Bấm 17 như nào? Chép vào đi. Xong lấy máy bấm 17. Còn đáp án thì để sẵn cho mọi người rồi. Câu 9 đáp án A, còn câu 10 đáp án B rồi. Được chưa? Ngân hiểu chưa? Trước là Ngân học cách bấm máy hết rồi, cái loại này học bấm máy hết chưa? Bấm được không? Thế làm chưa? Học rồi, vừa hỏi cũng gật rồi. Vừa hỏi làm chưa thì lại ngồi im. Tự tính đi mà lên.